Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn cách xem những ai đã đăng ký trên kênh của mình để chúng ta tương tác qua lại. Điều này thể hiện được cái tính văn minh, có qua thì phải có lại. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn cầm chiếc điện thoại của mình lên và vào biểu tượng Google Chrome. Chúng ta nên nhớ là biểu tượng Google Chrome các bạn nhé. Thì biểu tượng này mới có thể là giải quyết được cái phần mà để chúng ta xem những người đăng ký. Sau đó chúng ta gõ cho mình là cái từ m.youtube.com. Mình đọc lại các bạn nhé. Chúng ta gõ vào m.youtube.com. Lập tức lại cho ta một cái màn hình. Thì các bạn nhìn vào cái dấu ba chấm đó các bạn, phía góc phải màn hình đó, phía trên đó, chúng ta gõ vào đó. Chúng ta kéo xuống, chúng ta vào trang web cho máy tính, chúng ta tích vào đó một cái dấu. Lúc này á thể hiện lên một cái logo cho chúng ta, tức là biểu tượng của kênh của mình chúng ta. Kênh của bạn. Tiếp theo là bấm cho mình là từ tùy chỉnh kênh các bạn nhé. Tùy chỉnh kênh. Chúng ta nhìn vào phía bên tay trái đó các bạn, có một biểu tượng đầu đó, tức là trang tổng quan đó các bạn. Đấy, chúng ta bấm vào đó. Lập tức cho chúng ta một cái giao diện mới. Chúng ta sẽ nhìn vào đây. Người đăng ký gần đây thì đây là những người mà đã đăng ký mình từ bấy lâu nay, tức là trong cái thời gian vừa qua đó các bạn. Chúng ta kiểm tra xem coi mình có đăng ký lại cho họ chưa, để thể hiện là cái tính tình làng nghĩa xóm các bạn nhé. Có qua thì phải có lại. Chúng ta tìm những cái từ màu xanh xuất hiện nha, tức là ở đây là toàn là màu đen thôi, tức là mình đã đăng ký lại cho họ rồi đó. Đây, tức là những người này đã đăng ký cho mình từ bấy lâu nay và mình cũng đã đăng ký lại cho họ rồi. Chúng ta tiếp tục kéo lên, bấm vào cái dấu ở phía cùng đó các bạn. Đấy, ở dưới cùng đó. Như vậy chúng ta thấy không, xuất hiện những cái từ màu xanh, tức là đăng ký màu xanh. Vậy là những người này là chúng ta chưa có đăng ký lại đấy các bạn. Chúng ta chưa có đăng ký lại. Như vậy chúng ta phải làm cách nào để bấm vào đăng ký cho họ. Đây, bây giờ chữ màu xanh đăng ký đó, chúng ta sẽ bấm vào những cái chữ màu xanh đấy nha. Đăng ký, tức là chúng ta sẽ làm nốt hết những cái chữ này. Khi mà làm hết rồi, chúng ta sẽ bấm một cái dấu qua một cái trang mới, chúng ta tìm xem mà chúng ta có làm tốt chưa. Bạn bè thì phải có qua có lại các bạn ạ. Đây hầu như là mình cũng đã đăng ký xong. Đây, tiếp tục còn sót các bạn nhé. Bấm tiếp, đăng ký. Đây, những người này là mình chưa đăng ký đây. Hôm nay mình tiếp tục sẽ làm nốt cái điều này. Các bạn cũng thế các bạn nhé. Thì cứ thế thôi. Chúng ta sẽ tìm hết trong cái tất cả các trang của mình. Chúng ta bấm ở cái dấu tích ở dưới đó các bạn, phía dưới đó. Để chúng ta tìm coi các bạn đó chúng ta có đăng ký chưa. Đến đây mình xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Bye bye.